Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là các phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên iTel A32F. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần các phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng volume trên iTel A32F, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên A32F nói chung và các phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng của máy nói riêng thay mới quý vị các bạn khi cần. Quý vị các bạn không phải chờ lâu, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.